trước sau cả phòng anh chị và bạn bè đến để uống rượu và chúc mừng cho anh bạn mình. Vậy thì buổi lễ hôm nay kết thúc, tôi xin đại diện cho mọi người đây xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô bác hai họ đến chung vui buổi lễ. Sau đây tôi đại diện cho họ nhà trai kính mời thân tộc nhà trai nhà gái đang dùng bữa tiệc thân mật với gia đình, xin kính mời. Chị sao sắp có la hết rồi. Sau đây thì các bên hội nhà gái có ý kiến gì xin mời. Thank you.